mọi người, trên tay của mình là set Senelia 12 màu hộp sample nha. Unbox nè. Hộp Senelia này thì nó có kèm theo cái này là gì ta? Một cái tên thương hiệu. Nhưng mà cái lúc mình trấn lột nó hết rồi thì nhìn hộp nó khá là đơn giản. Trên đây là bảng màu, phần dưới là mô tả của sản phẩm được viết song ngữ. Được bù lại thì chiếc hộp này cầm khá là nặng tay. Nắp hộp có thể được dùng để làm bảng pha màu nữa. Có nước kèm theo, nhìn màu xanh là thấy khoái rồi đó. Cái chỗ này bóp được nè. Đầu cò nó khó mở cực kỳ, thôi thì mình nhận vô trước. Đầu cò nó bé xíu luôn ấy. Mình sẽ test thử bảng màu xem coi nó có giống như là mô tả hay không. Do đầu cọ khá nhỏ, với lại mình cũng không chuyên dùng cọ nước cho lắm, cho nên là nó bị fail, mong là mọi người bỏ qua. Sau khi mà đọc cái phần thông tin ở trên, được ghi ở trên cái tờ giấy kèm theo hồi nãy á, với mình có đi tìm hiểu, đi hỏi thì mình biết được một số thông tin như thế này. Senelia là hãng màu đến từ Pháp. Vì lý do mô phỏng lên màu sắc của tự nhiên nên Senelia có tone tươi sáng. Như mọi người thấy thì tone màu nó siêu trong trẻo luôn. Màu nó có một chút tách hạt nữa. Mình đọc qua nhiều nguồn thông tin thì thấy cái phần được nói nhiều ở màu này là keo mật ong. Dành cho bạn nào chưa biết thì keo mật ong nó có 3 đặc điểm như thế này. Keo mật ong sẽ giúp cho màu dễ hòa tan nè, hạn chế được nấm mốc. Nó cũng còn làm cái công thức làm màu truyền thống nữa. Đầu tiên là cái tính năng dễ hòa tan. Do mật ong nó vốn dễ tan trong nước, cho nên là cái phần màu còn dư ở trên cái palette mình có thể tái sử dụng cho lần sau mà không bị giảm chất lượng. Thường thì các loại màu nước khác á, nếu mà mấy bạn lại lấy quá nhiều thì cái phần màu còn dư lại, nếu như lần sau mình bỏ nước và mình dùng tiếp thì nó rất là khó tan ra, với lại nó sẽ bị hơi đục so với cái màu mới. Thứ hai là hạn chế nấm mốc. Mật ong và muối á, nó vốn là hai cái chất có thể bảo quản trong một cái thời gian dài, cho nên cái thành phần này được thêm vào trong màu á, thì nó sẽ hạn chế được khả năng bị mốc. Nỗi kinh hoàng của mọi người khi mà sử dụng màu nước á. Khả năng giữ ẩm kết dính của mật ong. Thì cái ưu điểm này nó làm cho Senelia luôn có vẻ nhìn như là nó dẻo dẻo mà ẩm ướt vậy đó. Màu nó không có bị khô như các loại màu chiết khác, hoặc là nó bị nứt. Nhưng mà cái này nó cũng là nhược điểm, là nó khiến cho màu dễ bị chảy. Nhưng mà cũng may là chỉ bị chảy thôi, chứ chất lượng thì nó không có bị ảnh hưởng. Cái này hơi ngoài lề một xíu. Dạo này thì mình có thấy nhiều thông tin về mưa bão với lại lũ lụt. Vùng của mình thì chỉ chịu áp thấp nhiệt đới thôi, nhưng mình cũng thấy là gió lớn với lại mưa mà đó. Mấy cái tiếng lụt cục nãy giờ là do gió, cái nóc nhà của mình nó cứ bị đùng đùng vậy. Nếu bạn nào trong vùng ảnh hưởng nặng thì mình chúc cho bạn và gia đình luôn có sức khỏe và an toàn vượt qua mùa này nha. Thử hết bảng màu thì nó có một hai, nó không giống như cái bảng màu đã được kèm theo. Nhưng mà thôi,
màu metal này nó cũng lạ nên mình bỏ qua phần này. Mình sẽ dùng một cây cọ khác để vẽ vời cái gì đó. Ảnh này thì mình tìm được trên Pinterest. À, còn phần nhạc cho cái video này thì mình có để link dưới phần mô tả. Hẹn gặp mọi người vào lần sau.